Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ năm, ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lễ khánh thành đường dây 500 kV mạch 3 được tổ chức trọng thể tại 9 tỉnh có dự án đi qua. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự tại điểm cầu chính ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Hàng trăm nghìn học sinh ở Hưng Yên náo nức trong ngày đầu tiên trở lại trường sau gần 3 tháng nghỉ hè. Huyện Văn Giang tập trung phát triển đô thị nhưng vẫn giữ gìn được những nét đẹp yên bình của nông thôn. Thị xã Mỹ Hào xử phạt doanh nghiệp vi phạm về trật tự xây dựng. Phát hiện gần 2.800 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trạm biến áp 500 kV phố nối ở xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm diễn ra lễ khánh thành dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Bình đến Hưng Yên. Đây là điểm cầu chính kết nối với 8 tỉnh khác có dự án đi qua. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và cắt băng khánh thành tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên. Cùng dự tại điểm cầu chính có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hải Dương. Về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch Phố Đối do Công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư trên 22.300 tỷ đồng đi qua 9 tỉnh với 4 dự án thành phần, tổng chiều dài đường dây gần 520 km. Dự án có quy mô 1.177 cột, trong đó cột cao nhất là 145 mét, cột nặng nhất tới 415 tấn, thi công trong các điều kiện thời tiết khắc nghiệt khác nhau như mưa sét, nắng nóng, bão lũ, mưa dông, gió lốc. Dự án đạt kỷ lục xây dựng nhanh chưa từng có với thời gian thi công hơn 7 tháng thay vì phải mất từ 3 đến 4 năm mới hoàn thành như các dự án trước. Dự án này cũng có khối lượng thép và bê tông lớn nhất từ trước đến nay với 139.000 tấn thép, 705.000 mét khối bê tông, kéo tổng cộng gần 14.000 km dây dẫn các loại. Số hộ phải di rời nhà và tái định cư, ổn định sản xuất và đời sống là trên 5.200 hộ, 100% phần việc từ thiết kế đến thi công đều là cán bộ kỹ sư người Việt Nam. Đường dây 500 kV mạch 3 qua địa bàn tỉnh Hưng Yên có chiều dài 11,5 km với 34 móng cột. Trên địa bàn thị xã Mỹ Hào và huyện Văn Lâm, diện tích thu hồi giải phóng mặt bằng là trên 4,6 ha đất. Với trên 100 hộ dân có đất trong diện giải phóng mặt bằng, trong đó có 17 hộ có đất thổ cư với 15 trường hợp phải tái định cư. Không chỉ gấp rút giải phóng mặt bằng, tỉnh Hưng Yên còn có nhiều hoạt động hỗ trợ thi công giúp dự án về đích đúng tiến độ. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối lưới điện truyền tải liên miền Bắc Trung Nam, góp phần đảm bảo cung ứng điện từ miền Trung ra miền Bắc từ 2.200 MW lên 5.000 MW và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đặc biệt biểu dương các bộ ngành trung ương, các đơn vị liên quan cùng cả hệ thống chính trị và nhân dân 9 tỉnh có dự án đi qua đã góp phần làm nên một kỳ tích chưa từng có. Thưa đồng bào, đồng chí, với thời gian bằng 1/5 các dự án mạch 1 và mạch 2 đã thể hiện sự trưởng thành lớn mạnh, vượt bậc và là thành tích to lớn, là thành quả xuất sắc đáng được đánh giá, ghi nhận của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia Việt Nam và các đơn vị quản lý dự án, các nhà thầu, các đơn vị đã hỗ trợ trên công trường và hơn 12.000 kỹ sư công nhân, người lao động ngành điện đã ngày đêm tham gia dự án, đã nỗ lực vượt bậc hoàn thành và đóng điện đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. Tôi biểu dương các đoàn viên thanh niên đã phát huy sức trẻ, xung kích tình nguyện, trách nhiệm, sáng tạo tham gia hỗ trợ ngành điện. Tôi ghi nhận và cảm ơn sâu sắc chân thành đối với đồng bào, nhân dân các dân tộc tại các địa phương đã đồng tình ủng hộ dự án. Tôi đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của các đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị các địa phương nơi có đường dây đi qua đã thực hiện tốt công tác
vận động thuyết phục người dân bồi thường giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư, đáp ứng tiến độ dự án, không xảy ra khiếu kiện phức tạp. Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh 6 bài học kinh nghiệm được rút ra sau khi triển khai thành công dự án quan trọng quốc gia này. Đồng thời, người đứng đầu Chính phủ cũng đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa của việc hoàn thành đường dây 500 kV mạch 3, công trình được coi như mạch máu mới của nền kinh tế. Công trình 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối đưa vào vận hành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trên nhiều khía cạnh, cả chính trị, kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng. Thì cái thứ nhất là công trình có ý nghĩa chiến lược, là góp phần đảm bảo cái an ninh năng lượng. Cái ý nghĩa thứ hai là công trình là của niềm tin, của sức mạnh đại đoàn kết và quan điểm dân là gốc của Đảng ta. Sự chung sức đồng lòng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Cái thứ ba là nó có ý nghĩa đối với doanh nghiệp, các nhà đầu tư nước ngoài về vấn đề năng lượng, về vấn đề điện, nhất là sản xuất cái công nghệ cao như là chip bán dẫn, trí tuệ thông minh, điện toán đám mây thì không thể không thiếu điện. Nhưng mà cái ý nghĩa hơn ấy, người ta tin tưởng vào mình, đã nói là làm, đã nói không thiếu điện là không thiếu điện, đã nói là hoàn thành cái mạch điện này trong năm nay là trong năm nay, để người ta có thêm cái niềm tin, có thêm cái động lực. Là công trình thể hiện cái sự khát vọng, cái niềm tin, cái khẳng định cái giá trị của con người Việt Nam. Chúng ta không có gì không thể, quan trọng là cũng có quyết tâm không, có dám nghĩ dám làm không, có phương pháp để làm không. Cái ý nghĩa thứ năm là cái ý nghĩa kết nối cái nền kinh tế của chúng ta từ trong Nam ra miền Trung ra miền Bắc, kết nối vùng. Đây là một trong những cái động lực mới cho sự phát triển của đất nước chúng ta. Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu cắt băng khánh thành và gắn biển công trình. Công trình được khánh thành dịp này có ý nghĩa đặc biệt chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Hôm qua, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, tiến hành giám sát về việc thực hiện chương trình phát triển giáo dục và đào tạo tại Sở Giáo dục và Đào tạo và Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Hoàng Hoa Thám, huyện Tiên Lữ. Sau 3 năm thực hiện nghị quyết số 12 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 về chương trình phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030, toàn t�nh có 405 trên 486 trường học được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục. Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt gần 82%, chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn ngày càng được nâng cao, đội ngũ cán bộ giáo viên được quan tâm đào tạo. Đối với trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Hoàng Hoa Thám trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo được thành lập năm 2019, trên cơ sở sát nhập trường Trung học Cơ sở Thụy Lôi và trường Trung học Phổ thông Hoàng Hoa Thám. Đây là cơ sở giáo dục duy nhất trong tỉnh thực hiện sát nhập các trung học cơ sở và trung học phổ thông. Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Xuân Tiến yêu cầu Sở Giáo dục Đào tạo tiếp tục tham mưu với tỉnh ban hành các chính sách để thực hiện tốt lĩnh vực giáo dục đào tạo, tham mưu các cấp có thẩm quyền tăng cường bố trí ngân sách đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, nhất là đầu tư cho cơ sở vật chất, đảm bảo trường học đạt chuẩn quốc gia, đẩy mạnh việc phân luồng học sinh, tuyển dụng biên chế giáo viên mầm non, tiểu học nhằm đảm bảo số lượng giáo viên giảng dạy. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị dạy học chuẩn bị tốt cho năm học mới 2024-2025. Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, cũng tiến hành giám sát tình hình triển khai thực hiện chương trình phát triển giáo dục và đào tạo tại huyện Yên Mỹ, thị xã Mỹ Hào và Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Thời gian qua, huyện Yên Mỹ đã tập trung các nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học. Đến nay, tỷ lệ phòng học kiên cố của huyện đạt 95%, toàn huyện có 36 trên 57 trường học đạt chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, toàn huyện thiếu trên 400 giáo viên ở 3 cấp học. Thị xã Mỹ Hào, quy mô mạng lưới trường lớp học trên địa bàn thị xã được quy hoạch, sắp xếp đảm bảo cân đối về cơ cấu và loại hình, hệ thống cơ sở giáo dục công lập được rà soát, sắp xếp lại theo hướng tập trung ổn định. Giám sát về công tác đào tạo nghề cho thấy, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hiện có 26 cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện đào tạo 77 ngành nghề, quy mô đào tạo là trên 60.000 người một năm. Tính đến hết năm 2023, tỷ lệ lao động qua đào tạo là 69%, đạt 100% chỉ tiêu.
tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ là 31%, tăng 3% so với chỉ tiêu. Hệ thống giáo dục nghề nghiệp từng bước hoàn thiện và phát triển đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, nhất là trong bối cảnh tỉnh Hưng Yên đang đẩy nhanh phát triển công nghiệp đô thị dịch vụ. Qua giám sát, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các ngành đơn vị địa phương tiếp tục quan tâm bố trí đầu tư nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục và đào tạo nghề nghiệp, thực hiện việc sát nhập các đơn vị trường học gắn với việc nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh, ra soát nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách đặc thù của tỉnh trong thu hút người lao động tham gia học nghề, tiếp tục cơ cấu lại và hoàn thiện mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Hôm nay, hàng trăm nghìn học sinh từ khối 2 trở lên của tỉnh Hưng Yên đã tự trường chuẩn bị cho năm học mới 2024-2025. Trước đó, học sinh khối lớp 1 đã tự trường cách đây một tuần. 7 giờ sáng, tại trường tiểu học và trung học cơ sở Phú Thịnh, huyện Kim Động, học sinh và giáo viên đã có mặt đông đủ. Năm học 2024-2025, nhà trường có hơn 800 học sinh với quy mô 44 lớp học ở cả hai bậc tiểu học và trung học cơ sở. Là một trường liên cấp nên trong ngày đầu tiên trở lại trường, học sinh đầu cấp trung học cơ sở cũng không cảm thấy bỡ ngỡ, xa lạ vì vẫn học tập ở môi trường quen thuộc. Hân hoan, vui vẻ và tràn đầy hy vọng khi được gặp lại thầy cô bạn bè cùng đồng hành bước vào năm học mới là tâm trạng chung của các em. Hôm nay thì em cảm thấy rất là hân hoan và háo hức. Em rất là mong chờ cho đến năm học mới. Em mong là năm học mới thì em sẽ có thành tích tốt hơn, học tập chăm chỉ hơn và em hy vọng tất cả các bạn học sinh trong trường cũng như vậy. Năm nào cũng vậy, mỗi lần tự trường được đón các con quay trở lại sau 3 tháng nghỉ hè thì bản thân tôi cũng cảm thấy rất là vui, rất là hồi hộp và háo hức. Nhà trường cũng như là mỗi thầy cô cũng đã chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để chào đón các con, để mong đợi một năm học mới thật là nhiều thành công và thắng lợi. Trong buổi tự trường, học sinh sẽ nhận lớp, nhận giáo viên chủ nhiệm, sách vở, đồ dùng học tập, được nghe phổ biến, triển khai các nội dung của năm học mới, cũng như các nội quy, quy định của trường, của lớp, bầu ban cán sự lớp và triển khai một số nội dung chuẩn bị cho lễ khai giảng. Nhà trường cũng huy động giáo viên và học sinh tổng vệ sinh trường lớp, đảm bảo cảnh quan xanh sạch đẹp. Tất cả đều hướng đến tổ chức buổi tự trường với nhiều hoạt động sôi nổi nhằm tạo khí thế phấn khởi, thân thiện, tự tin đối với học sinh, đặc biệt là học sinh đầu cấp. Ngày tự trường của chúng tôi cũng được tổ chức trên cái tinh thần đó là vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Cũng trong cái ngày tự trường này thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị một số những cái công việc để chuẩn bị cho cái lễ khai giảng năm học mới, để làm sao có được một cái lễ khai giảng năm học mới thật là ấn tượng và giàu cảm xúc. Ngày 5 tháng 9, tất cả các trường học trên toàn tỉnh sẽ tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2024-2025. Dự kiến năm học này, tỉnh Hưng Yên sẽ đón hơn 340.000 trẻ mầm non và học sinh phổ thông đến trường. Và các bạn, điểm nhấn đặc sắc của huyện Văn Giang là có sự gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng nông thôn mới với việc phát triển đô thị. Điển hình như các khu đô thị Dream City, Eco Park được thiết kế đồng bộ, xây dựng hiện đại, thu hút hàng vạn người về sinh sống và làm việc nhưng vẫn giữ được nét đẹp truyền thống của các làng quê. Cùng với khu đô thị Eco Park được xây dựng hiện đại, huyện Văn Giang đang triển khai thực hiện giai đoạn 1 giải phóng mặt bằng của Dream City với diện tích khoảng trên 400 hectare. Sau đó là khu đô thị Đại An khoảng 160 hectare, đồng thời lập đồ án thiết kế quy hoạch một số dự án khác. Sau hơn 10 năm hình thành và phát triển, Eco Park đã có những cái đóng góp rất là quan trọng với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, không chỉ giải quyết được bài toán về nhu cầu của nhà ở. Eco Park còn cải thiện cơ sở hạ tầng, tiện ích xã hội, giúp cho tỷ lệ đô thị hóa của huyện Văn Giang tăng gấp 7 lần và thăng hạng đô thị từ loại 5 lên loại 3. Hàng năm, huyện Văn Giang đón trên 500.000 lượt du khách đến tham quan du lịch trải nghiệm và trao đổi hàng hóa. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2024, các khu đô thị đã thu hút trên 1,6 triệu lượt du khách đến tham quan du lịch, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội của huyện. Mình thấy ở đây cũng khá là phù hợp để mình khai thác những cái tour du lịch như kiểu trong ngày dành cho khách nội thành Hà Nội, đấy, đi vào những ngày cuối tuần như kiểu họ đi picnic.
Ngày 15 tháng 8 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 838 về việc công nhận huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023, là huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Hưng Yên. Tháng 2 năm 2020, thì xã Mễ Sở chúng tôi được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Chúng tôi đã đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền sâu rộng trong toàn đảng bộ và tới các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong xã, tập trung mọi nguồn lực và để xây dựng, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới nâng cao để đạt lên một mức cao hơn nữa. Một điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở Văn Giang là xã Phụng Công, đó là ngay từ khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, xã đã chủ trương phải giữ và cải tạo bằng được hệ thống các hồ ao kênh mương, góp phần tạo nên không gian xanh, lá phổi tự nhiên, phục vụ đắc lực cho việc tưới tiêu và nhu cầu sinh hoạt của người dân. Điều này giúp cho Phụng Công nhưng vẫn gìn giữ được nhiều ao hồ, tạo điều kiện để người dân phát triển hoạt động sản xuất. Văn Giang đang thực hiện mục tiêu xây dựng thành đô thị loại 3 vào năm 2025, phấn đấu đạt đô thị loại 2 vào năm 2030, song vẫn gắn với việc chuyển đổi nông nghiệp sạch và giữ những nét đẹp của làng quê thuần Việt. Văn Giang quyết tâm cơ cấu lại phát triển kinh tế nông nghiệp theo cái hướng giảm cái tỷ trọng sản xuất nông nghiệp nhưng tăng cái hiệu quả, tăng cái chất lượng của sản phẩm và tăng giá trị thu trên một cái đơn vị canh tác, thu hút mạnh cái đầu tư để phát triển đô thị, quyết tâm hình thành các cái khu đô thị lớn, các cái khu đô thị xanh với những cái tiện ích tiên tiến, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc và sự đồng thuận, sự ủng hộ của toàn thể người dân. Ủy ban Nhân dân thị xã Mỹ Hào vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Mỹ Văn đóng trên địa bàn phường Bần Yên Nhân do đơn vị này vi phạm trong lĩnh vực trật tự xây dựng. Cụ thể, công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Mỹ Văn đã xây dựng 18 gian nhà tạm vách mái tôn nằm trên mặt đường Vũ Văn Cẩn thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà liền kề để bán và trung tâm thương mại Mỹ Văn do công ty này làm chủ đầu tư. Việc xây dựng này không đúng với quy hoạch đã phê duyệt. Cùng với đó, số tiền phạt là 170 triệu đồng. Công ty còn buộc phải tháo dỡ phần công trình vi phạm theo quy định của pháp luật. Đây là việc làm cần thiết, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, sự công bằng, sự kiên quyết trong quản lý đất đai, tạo niềm tin trong nhân dân. Hôm qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với lực lượng quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên phát hiện một cơ sở kinh doanh ở huyện Yên Mỹ đang bán bánh trung thu không rõ nguồn gốc. Đó là cơ sở kinh doanh của bà Nguyễn Thị Ngọc ở thôn Hoan Ái, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ. Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện cơ sở đang bày bán 2.760 chiếc bánh trung thu có nhãn mác ghi bằng chữ nước ngoài, không xác định được ngày sản xuất và hạn sử dụng. Tại thời điểm kiểm tra, bà Ngọc không cung cấp được hóa đơn chứng từ để chứng minh tính hợp pháp của số bánh trung thu trên. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu và không đăng ký thành lập hộ kinh doanh, xử phạt số tiền 13,5 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm trên. Từ đầu năm đến nay, tình hình tội phạm vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh niên, thiếu niên trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tiếp tục có diễn biến phức tạp. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên xảy ra 46 vụ vi phạm pháp luật với 178 đối tượng trong độ tuổi thanh thiếu niên. Trong đó đã khởi tố 29 vụ với 12 bị can, xử lý hành chính 15 vụ, 5 đối tượng. Điển hình, Công an huyện Khói Châu đã khởi tố 4 vụ án, Công an thành phố Hưng Yên khởi tố 2 vụ án, Công an huyện Văn Giang Tiên Lữ đều khởi tố 1 vụ án với tội danh cướp tài sản. Các đối tượng bị khởi tố đều ở độ tuổi từ 15 đến 17. Các đối tượng thường sử dụng hung khí tự chế hoặc vỏ chai thủy tinh, sử dụng xe mô tô đuổi đánh nhau trên các tuyến đường giao thông gây mất an ninh trật tự. Ngoài ra còn xuất hiện một số nhóm thanh niên ở tỉnh Thái Bình, Hà Nam sang địa bàn tỉnh Hưng Yên để giải quyết mâu thuẫn. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.